cảnh báo đường link shopgcothu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình xin các bạn 2 phút để có thể giới thiệu đến cho tất cả các bạn đó là shop gcothu.vn. Như các bạn biết thì shop gcothu.vn là shop chính chủ của mình. Vậy nên nếu như các bạn đã có nhu cầu muốn mua tài khoản Lincoln, muốn tự vấn may hay là muốn ủng hộ mình thì các bạn đừng ghé qua shop gcothu.vn nha. Để tránh gặp phải tình trạng lừa đảo, các bạn hãy truy cập xuống phần mô tả trong những clip của mình, ấn vào đường link đầu tiên dưới phần mô tả là các bạn sẽ bay thẳng đến shop chính chủ của mình mà thôi. Đó là shop gcothu.vn. Các bạn để ý kỹ tên miền này, shop gcothu.vn này. Đấy, cứ truy cập xuống phần mô tả trong clip của mình là các bạn sẽ bay thẳng đến shop chính chủ của mình. Ở đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều vòng quay, thì mình cũng đã giới thiệu cho mọi người về cách chơi. Ngoài ra nếu như các bạn nào muốn mua ạc Liên Quân trắng tim 100% thì các bạn có thể vào đây thử vào may Liên Quân 9k, 20k, 50k, 100k tùy theo vào túi tiền của các bạn. Hôm nay mình sẽ test cho tất cả các bạn đó thử vận may Liên Quân 9k. Và khi mà tham gia cái thử vận may này, các bạn phải chấp nhận hên xui 100%, tài khoản đứng 40%, trắng thông tin 60%, có thông tin tài khoản nào bị lỗi vui lòng liên hệ fanpage để được đền bù nhá. Ở đây thì có rất là nhiều mã số cho tất cả các bạn lựa chọn. Đấy, có rất là nhiều mã số và có rất là nhiều trang. Mình sẽ lựa chọn là 2 cho đến 3 mã số bất kỳ nhá. Đây. Thử cái này đi. Ok. Thành công rồi. Tiếp tục mình sẽ mua thêm một tài khoản nữa. Ôi nhiều mã số quá. Lắc hết cả mắt các bạn. Vừa xong mình mua chỗ này đúng không? Bây giờ tiếp tục mình lại mua lại chỗ này xem là nó ra như thế nào. Xem là nó như thế nào. Ok, mua thành công rồi. Và bây giờ mình sẽ đăng nhập hai tài khoản test cho tất cả các bạn nha. Đây là hai tài khoản mình vừa xong mua đây này. Ok, đăng nhập thành công. Với tài khoản đầu tiên mình test cho tất cả các bạn thì tướng chúng ta sẽ có đó là 112 và trang phục 302. U là trời. Hiện tại đang danh tinh anh trang phục 302 là rất khủng khiếp rồi, với 9k mà thôi. Các bạn có thể qua giúp mình để test vận may. Bây giờ mình sẽ qua tài khoản thứ hai nha. Đăng nhập vào tài khoản thứ hai xem là như thế nào. Ok, đăng nhập thành công và đối với tài khoản thứ hai. Tài khoản thứ hai thì mình sẽ nhận được một tài khoản đó là tướng tướng 65 và trang phục 52. Đấy, tướng 65 và trang phục 52. Đây là tài khoản thứ hai của mình test cho mọi người. Thế ra thì cái vận may đầu tiên đối với tài khoản đầu tiên thì rất ngon. Đối với tài khoản thứ hai này mình cảm thấy là trung bình thôi các bạn ạ, chứ không phải là ngon đâu. Đây là vận may của mình trên shop gờ từ trực viên. Các bạn có thể ghé qua shop của mình để có thể thử vận may và chúc các bạn may mắn. Bye mọi người. You are dead, my dear. To pick. Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong Liên Quân có rất nhiều các vị tướng có khả năng solo cực kỳ mạnh, và một trong số đó ngày hôm nay mình đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của anh chàng Omen. Để xem vị tướng này leo danh có còn được bá đạo hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Ngay từ thời điểm đầu game mình sẽ cố gắng tập trung farm và để xem ngày hôm nay mình sẽ đối đầu với ai nào. Hiện tại thì mình sẽ cần phải đối đầu với Arthur. Bây giờ mình sẽ ra lắc cái mông, ngoáy cái hông để thả thính Arthur, bởi vì team mình có Flaw tới hỗ trợ rồi mà. Flaw đâu, vào đi bạn ơi. Đấy, u là trời, team bạn gọi thêm cả Enzo. Tôi chết rồi, căng thẳng các bạn ơi. Flaw là con xíu máu mà thôi, bản thân mình chưa có được chiêu cuối Flaw bốc cơi rồi. Mình biết nương tựa vào ai, mình biết đi đâu đây. Ui hồi, ăn hành rồi. Ngay từ thời điểm đầu game mình đã bị chết một mạng và bây giờ đang bị ngập hành luôn. Team bạn đánh gắt quá, nhất là Enzo đấy. Để mà chống chịu được lượng sát thương đến từ đối phương và đem đến cho người sức mạnh của Omen vô cùng khó chịu thì mình sẽ lên đồ như sau. Ngày hôm nay thì mình sẽ lựa chọn nhiều trang bị thủ nhá. Trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là giày hộ vệ. Ngoài ra thì mình chỉ cần kiếm Fanny thôi để giúp cho mình có thể đánh được nhanh và tích được nội tại nhanh. Sau đó mình sẽ lên đó là khiên tất truyền rồi đến giáp Gaia. Sau đó là dìu Hyuga và trang bị cuối cùng sẽ là giáp bằng mạch. Đây là về build đồ. Thời điểm này thì chưa có được nhiều đồ đâu các bạn, chưa biết là các bạn chưa nhìn thấy là Omen cứng cáp. Mình thấy qua team bạn tập trung hết đường dưới đang ăn rồng kia kìa. Đấy, thêm cả Arthur ra đường giữa rồi. Chắc có lẽ là mình sẽ cần phải di chuyển dần xuống đường dưới để có thể hỗ trợ cho team. Uầy, quánh nhau ghê thế nhở. Không biết là mình di chuyển dần xuống có vơ vét được cái gì hay không, nhưng mình đang cố gắng tiếp cận thật là nhanh đây. Đấy. Trời ơi, mình xuống đến nơi thì giao tranh cũng hết rồi còn đâu. Này, đang có Arthur này. Arthur ơi, bạn bỏ chạy rồi thì thôi. Đây rồi, combo chiêu cuối tốc biến. Chạy được đi đâu. Và Laurel bốc cười. Tiếp tục đang có Richter. Nhưng mà thôi mình bỏ qua, mình sẽ thịt luôn Violet. Quan tâm Violet và Violet bốc hơi tiếp double kill. Một pha đi ganh hoàn hảo thôi là mình có được đôi mạng quá ngọt ngào các bạn ạ.
đang có cả Enzo này. Nhưng mà thử xem trao đổi chiêu thức với Enzo xem. Của anh lên Enzo phép nào. Nhưng mà căn bản nó có xích vô cùng khó chịu. Tôi đang chịu ấy. Mình mà có chiêu cuối là mình khóa ngay, nhưng bản thân mình không có chiêu cuối. Thường thường đánh Omen các bạn thường mang phù hiệu gì? Mình thì mình hay mang phù hiệu tinh linh, bởi vì khi mà mình chém nhanh, mình chém được nhiều, mình tích điểm phát là mình sẽ gọi được tinh linh ra. Tinh linh là giúp cho mình cấu rỉa được rất tốt vào thời điểm đầu game nhá. Team bạn lại di chuyển trong rừng cướp rừng team mình rồi. Đúng là trận đấu vô cùng căng thẳng mà, về cái điểm hạ gục thì không quá chênh lệch. Thường thường khi mà trước khi bước vào giao tranh thì mình khuyên các bạn nên tích độ khoảng 3 hoặc là 4 điểm trước nhá. 3-4 điểm ấy. Và khi mà lao vào giao tranh các bạn chỉ cần đánh một phát nữa thôi là các bạn sẽ có thể có được cái nội tại và các bạn chém rất nhanh. Đấy là cách chơi vị tướng Omen. Càng quá, oánh nhau liên tục từ kia. Đang có Enzo ở đường giữa. Thôi thì mình sẽ hello Enzo, kéo nó vào, kích quả chiêu cuối khóa luôn trong trụ. Bây giờ thì bạn tính sao? Trụ đang bắn Enzo rồi và Enzo hy sinh tôi chứ chạy làm sao được. 175 vàng nha. Đấy, khóa kịp thời một cái là ăn mạng ngay. Không chỉ thế, các bạn có thể vác cái tốc biến dành cho Omen để có thể thực hiện combo. Thì lúc đầu mình cũng đã thực hiện cho người combo chiêu cuối tốc biến ra sao rồi. Chiêu cuối tốc biến để tạo ra được tình huống khóa bất ngờ và khiến cho đối phương không kịp trở tay. Đấy, bây giờ là không có ai thủ cái trụ đường trên này luôn. Cứ từ từ ăn xong cái con rơi, sau đó mình sẽ ép trụ nha mọi người. Căn bản là mình thấy qua Arthur đang đi đảo đường, bạn ấy không kịp về. Thế nên đây sẽ là cơ hội để mình có thể lấy được cái trụ này. Lấy cực kỳ dễ, việc nhẹ lương cao. Ok, thế là có trụ rồi nhá. Ok, Arthur đi đâu đây? Chém thẳng vào mông Arthur. Quất lên đít Arthur. Trời ơi, khóa luôn chiêu cuối Arthur để Arthur không chạy được. Lên vào điểm số 195 vàng. Mỗi lần ăn mạng một phát lại nhảy tiền ngay, lại có vàng ngay. Mình cá chắc với các bạn là team bạn sẽ không kịp cử người lên đường trên thủ cho mà xem, bởi vì mình thấy là qua là team bạn rất tham đánh nhau đường dưới. Vậy nên đây cũng sẽ là cơ hội để mình có thể tiếp tục lấy được cái trụ này nữa này. Đấy, người ta gọi Omen là chùm solo, và ngoài ra thì người ta cũng có thể gọi Omen là chùm bào trụ. Vô cùng đơn giản là mình lấy được hai cái trụ liền ở khu vực đường trên rồi. Hy vọng rằng trong khoảng thời gian này các bạn có thể bớt chút thời gian để có thể ủng hộ mình. Mình có một ước ao và mình có một khát khao là hy vọng rằng các bạn có thể giúp đỡ clip của mình đạt được khoảng tầm 5k like, 6k like đi. Cấp độ của mình và Arthur chênh lệch rất nhiều và đây sẽ là cơ hội để mình lao ra tấn công thẳng vào Arthur. Chém vào mông, triệu hồi ra đó là phù hiệu tinh linh và bắn kìa, trời đất ơi. Thế này thì chạy được đi đâu Arthur, lên vào điểm số nha. Flower xong cũng kịp có mạng hỗ trợ. Dù sao là bây giờ được mình được 5 mạng rồi nhưng mình ăn tham quá. Vẫn chưa hỗ trợ đồng đội ăn được cái mạng nào cả các bạn ạ. Vẫn không điểm hỗ trợ đây này. À có Richter, chén nó Richter thôi. Đúng lúc mình có cả chiêu cuối trong tay như thế này thì Richter đi đâu. Đây chắc chắn sẽ là mạng thứ 6 của mình. Lên bình đường số rất nhanh. Mỗi lần có chiêu cuối thôi, xác định xích vào là kiểu gì mình cũng sẽ có mạng nha. Đấy là phong cách của vị tướng Omen. Nó quá cứng cáp, các bạn nhìn qua vạch máu mình rất là dày dít này. Mặc dù là mình chưa lên được quá nhiều đồ thủ đâu, mới có khiên tất truyền thôi với cái giày hộ vệ. Thôi nào, trời ơi, giết làm sao được mình. Thôi mình về đây nhá, yếu máu chúng ta cứ nên về. À, không biết là trong khoảng thời gian này cho mình tâm sự một tí. Không biết là các bạn đã nghỉ hè hay chưa nhỉ? Mình thấy như là nhiều bạn được nghỉ hè rồi thì phải. Nếu như các bạn nghỉ hè, các bạn buồn chán quá, các bạn không có việc gì làm, hoặc các bạn chán quá thì các bạn có thể xem clip của mình nhá. Tại vì là mình vẫn vậy thôi. Kể cả lúc các bạn đi học hoặc các bạn nghỉ hè thì mình vẫn sẽ ra clip đều cho người. Hai cái clip một ngày, một cái vào buổi trưa và một cái vào buổi chiều. Buổi trưa khoảng từ 10 giờ cho đến 11 giờ. Buổi chiều từ 5 giờ, từ 4 giờ cho đến 5 giờ nhá. Bây giờ thì kéo về, kết quả chung cuối khóa được Richter rồi, lên biển số. Cứ khóa phát là có mạng liền luôn. Laurel thì không dám chơi với mình. Bây giờ thì mình sẽ chủ động cướp cái con bùa đỏ này. Ước có một điểm hỗ trợ nhưng bây giờ mình chưa hỗ trợ đồng đội được luôn. Bởi vì cứ tấn công mục tiêu nào là có mục tiêu đấy, là ăn mạng được mục tiêu đấy. Đấy, chiếm em đi. Ôi đông thế. Thôi thôi em xin chừa bớm. Bớm là nơi em có tốc biến. Trời ơi, tha cho em. Đồng đội đâu rồi? Sợ quá cơ, mình bị cấu rỉa còn đúng một cục máu đây này. May là mình cứng cáp đấy các bạn ạ. Nên nhớ là kích quạt chiêu 2 của vị tướng Omen cũng giúp cho vị tướng này trâu hơn rất nhiều nha. Thế nên vừa xong là team bạn cũng xả đam vào mình.
nhưng mà bất lực không tiêu diệt được mình luôn. Bây giờ ít máu như thế này, mình không về đâu. Mình sẽ đưa đến cho người cái sự khó chịu của Omen, đó là đẩy đường. Thường thường ấy, Omen các bạn thấy là toàn đi một đường thôi. Nhiều bạn thì mình cũng không đánh giá cao với phong cách là đi mãi một đường. Lắm bạn chơi Omen cứ đi mãi một đường, các bạn không đi đảo đường là một sai lầm. Đấy, các bạn thấy là mình đi solo nhưng mà mình vẫn đi đảo đường hỗ trợ đồng đội. Và lắm lúc khi mà có cơ hội là tiếp tục mình cứ gây sức ép bằng cách là đẩy đường như thế này thôi. Team bạn chắc chắn sẽ phải cử người lên đường trên này để thủ. Đấy, đấy là phong cách chơi nha. Đang có cả A Thơ này, bây giờ mình ra mình đánh vài phát vào mông A Thơ thôi. Thế thôi, chứ còn nếu như mình kích hoạt chiêu cuối cũng không thể nào dồn được chết A Thơ đâu. Ơ kìa, có Enzo này, bây giờ lao ra chén Enzo, kích hoạt chiêu cuối. Úi ôi, mù mắt. Coi như là các bạn chưa nhìn thấy gì nhá, coi như là nó bị lag thôi các bạn ạ. Đấy, mong các bạn thông cảm giúp mình. Bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ cố gắng làm sao ép được cái trụ đứng giữa. Khi mà lính tràn vào một cái thôi mình sẽ chủ động băng thẳng trụ, chém thẳng cái trụ luôn đấy chứ. Nhưng vấn đề là team bạn cũng dọn lính rất nhanh các bạn ạ. Team bạn cho mình lấy được cái trụ đứng giữa này. Mất rất nhiều thời gian chưa lấy được cái trụ đứng giữa luôn. Phải công nhận là với cái thế ép team mình là ép được 17 mạng rồi. Ui lag, ui lag. Ui ôi, vừa xong máy mình bị lag. Vừa xong bị lag là do máy điện thoại nhá, chứ không phải là do game đâu. Điện thoại của mình nó cũng xuống cấp một phần rồi. Mình sẽ cố gắng làm sao kiếm thu nhập để có thể là đổi điện thoại sớm. May là vừa xong nó lag lúc mình đến về ấy, chứ còn nó mà lag lúc mà đang combat thì đúng là toang. Khi mà team mình ăn được 17 mạng, team bạn ăn được 8 mạng thôi. Phải công nhận là team bạn vẫn còn cố gắng thủ trụ được rất tốt. Ô, khóa đâu Richter vào? Chạy đi đâu Richter? Chém vào mông thôi. Và đây là mạng của mình, 200 vàng. Mỗi lần ăn mạng một phát là đọc lên cái lượng vàng luôn. Căn bản là nhìn thấy vàng nó nổ ra nhìn sướng lắm. Xem team bạn thủ được cái trụ này nó như thế nào. Vẫn còn thủ được cái trụ, sợ quá cơ. Team bạn công nhận dọn lính rất nhanh. Khi mà có lính thì chúng ta mới có thể dễ dàng lấy được cái trụ. Nhưng mà hầu hết mỗi lần mình băng trụ vào, team bạn cũng đã dọn lính xong rồi. Thôi có lẽ là mình ra mình truy xét Arthur nhá. Arthur đứng lại một cái để cho mình kéo ai. Kéo nhẹ nhẹ, nhưng mà có Enzo thì thôi chịu. Mình chắc chắn một điều là team bạn không thể thủ được cái trụ này nữa rồi. Đấy, team mình có trụ rồi. Sắp có chiêu cuối. Đây rồi, kéo Enzo, kích hoạt chiêu cuối khóa được Enzo. Và Enzo hy sinh thôi chứ sống làm sao nổi. Ok, tôi giải tán nha. Tạm thời là bây giờ chưa thể nào băng trụ được đâu. Nói chung là khi mà team bạn còn lao reo thì mình cũng cần phải cẩn thận. Các bạn biết rồi, lao reo rất thích gặp Omen này, gặp Floor, gặp các vị tướng kiểu đấu sĩ đỡ đòn ấy, thì lao reo có thể quẩy được. Thế nên để mà hạn chế giao tranh solo với lao reo thì mình cũng sẽ hạn chế. Các bạn thấy qua hiện tại mình cũng lên được rất nhiều đồ, thiếu đúng 100 mình nữa thôi là chính thức mình phun đồ. Vạch máu rất dày nhá. Nhưng mà để nói thì hình như không dày bằng Arthur thì phải. Nhưng căn bản là mình có sát thương hơn Arthur rất nhiều. Đấy, Arthur được cái trâu bò hơn. Nhưng mà Arthur các bạn thấy solo với mình là mình lấy được nửa cái máu của Arthur, trong khi đó Arthur cũng chả lấy được quá nhiều máu của mình luôn. Chất tướng solo nó phải khác chứ. Bây giờ lấy luôn cái trụ này này. Richter bất lực hoàn toàn, không thể thủ được cái trụ luôn. Khổ thân. Team mình đang ép đường giữa rất là ghê kìa. Lính tràn vào rồi. Có lẽ là mình sẽ cần phải di chuyển dần ra đường giữa để hỗ trợ cho team. Đấy, mục tiêu của mình sẽ là Enzo. Enzo ơi, đi đâu Enzo ơi? Chờ mình xin mạng thứ 9 cái. Mạng thứ 9 rồi. Bây giờ là combo chiêu cuối tốc biến, khóa được luôn và Violet bốc hơi. Các bạn thấy qua tình huống lắm khi chúng ta có thể sử dụng được chiêu cuối tốc biến một cách bất ngờ. Nhưng mà khi mà mình xử lý như vậy rồi chả có ai khen gì cả, quá buồn. Với những cái pha xử lý như vậy người ta gọi là pha xử lý highlight đấy. Team bạn hiện tại mất 3 người rồi nhá. Mình sẽ chiếm luôn lao đèo này. Mạng thứ 10 tròn chỉnh. Ok, chắc có lẽ clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Chứ team bạn làm sao thủ được nhà nữa. Còn một mình Richter thì không thể thủ được nhà. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình. Còn bây giờ đi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.